Cần Mau. Lội vô khỏi cửa xe. Này Kha chạy nha các bạn, 850 lên mấy sáu. Nó né cho con này chạy vô xong nó mới chạy ra. Hôm nay nước lên nhiều nha các bạn, nước ngập rất nhiều luôn rồi. Thì là 850 luôn nha, 850 hai cầu máy riêng. Có vừa lọt không, lọt không, lọt không? Mình mau. Rồi giờ cà phê. Rồi giờ tới Kha lên nè, ra chở trên mò cũng ít nha các bạn. Bữa nay nước ngập dữ lắm rồi nên chở ít nè. Dùm qua chiếc xe của ông Kha chạy ra. Rồi qua chiếc 850 kia chạy vô nha các bạn. Rồi hai anh nó đi chổng hình như đem dây theo cái cột gì đây. Không lẽ bó mì à? Chiếc này một lớn hơn các bạn. Chiếc con Kha chạy một lớn hơn nè. Chiếc con Kha chạy thì nó cầu Hino 8 tấn. Chiếc bên kia cũng 8 tấn luôn mà không biết cầu gì. Rồi. Giọt.
Quay chiếc nào đây? Quay chiếc kia. Quay chiếc kia lội nước cho các bạn. Cái lâm cây này xong lại ra khúc ngoài kia nước sâu nè. Đó này là mấy con Bilewood lóc đen nào là mà đi vết rồi đi hết đường nha các bạn. Đi là bơ tắt máy luôn á. Đó, ra tốt rồi đó rồi. Kè kha đạp với máy kêu ghê không? Thú ghê không? Mình chụp lên cao nó cũng lắc rất nhiều nha các bạn. Đây đó cũng có 200m rồi. Cái máy này máy dởm nên nó cũng nhiều. Nó chạy qua. Ý. Ôi, lên luôn. Rồi, tốt rồi. Rồi mình chạy lên cho Kha nó bò lên lội nữa các bạn. Rồi, ngay bè trâu luôn rồi, ngay bè trâu luôn rồi. Trâu ở trong bộ này, trâu ở đây nước cặp vô lề nha các bạn. Vô đợt bờ đê nè. Về số thì lẹ hơn. À, đường láng chạy rất là nhanh luôn. Xin đường chiếc xe tải đang bò đất đá. Có chiếc xe tải nhóm tới chút xíu.